Kính chào quý bà con. Hôm nay kênh Mê Nguyễn tôi rất vui gặp lại quý bà con ở tại đây. Bữa nay tôi làm chủ đề thần lương bằng bằng dây giác nha quý bà con, thực tế luôn nha quý bà con. Đã mình cũng đã ngâm kháng sinh xong rồi, ngâm sủi xong rồi, giờ là mình dùng dây giác mình thần nó nha quý bà con. Để tôi vô clip tôi chia sẻ tận tình cho quý bà con xem. Đây là dây giác nha quý bà con. Đây là dây giác. Đó, bây giờ cái dây giác này mình đem vô mình đâm mình giả cho nhuyễn ra nha quý bà con. Quý bà con có độ xây cũng được, mà tôi đâm. Tôi đâm cho nó nhuyễn ra rồi nghe quý bà con. Đó, mình đâm cho nó nhuyễn thiệt nhuyễn ra rồi mình dắt mình lấy mình dắt mình sát bỏ mình lấy cái nước nha quý bà con. Đó, bắt đầu mình tiến hành mình đâm. Đó, sau khi mình đâm xong mình lấy nước mình bỏ vô nghe quý bà con, rồi mình bóp ra cho nó ra hết nhất, rồi mình bóp cho đều thiệt đều ra, cái đầu mình lượt nha quý bà con, mình lượt sát bỏ lấy nước. Đó, mình lượt sát bỏ nha quý bà con, nhớ lấy khăn bằng tắm cũng được, rồi giải mùng cũng được nha quý bà con. Rồi quý bà con lượt ra, lượt ra. Đây là cái quá trình là mình ngâm dây giác sau nha quý bà con, chứ trước đó là mình là mình ngâm các kháng sinh rồi, ngâm sủi rồi nghe quý bà con. Đây là cái quá trình mình ngâm sau cho con lươn nó khỏe luôn nha quý bà con. Đó, này là mình tới cái bữa thứ ba mình mới ngâm dây giác nha quý bà con. Rồi chuẩn bị cho tôi một cái thùng nước. À, cái thùng nước như gì đó, cái thùng nước, rồi quý bà con đổ dây giác vô. Đó, đổ vô với số lượng mình ngắm chừng nha quý bà con, tôi ngắm chừng không à. Rồi quý bà con hãy quậy cho đều ra. Đó, quậy cho đều thiệt đều ra nha quý bà con. Đây, rồi bắt đầu mình mới múc nước của nó ra, múc nước cũ của nó ra nha quý bà con, múc nước cũ của nó ra. Rồi múc nước mình ngâm bữa giấc sáng đó, giờ ôi giấc chiều, ngày mai giờ giấc sáng lại cái mình thay nước bỏ. Nhớ là mình múc mình làm nhẹ nhẹ, không tác động tới nó nha quý bà con. Mình làm nhẹ nhẹ thôi, không có tác động tới con lươn của mình. Đó, mình múc ra từ từ vậy đó, chứ mình không có mà múc mà mình không có đổ vô cái gỗ hoặc là cái gì nha quý bà con. Nhớ năng niu nó quý bà con ơi. Đó, múc làm nhẹ nhàng ra. Sau khi đã mình đã múc xong rồi, mình lấy cái nước dây giác hồi nãy mình trộn nãy nha quý bà con, mình bỏ vô. Đó. Đó, mình lấy cái nước hồi nãy mình trộn với dây giác đó, mình bỏ vô nha quý bà con, mình bỏ vô. Có 7 phân nước nha quý bà con, quý bà con nên nhớ nha, 7 phân nước ha. À. Rồi cái nó mình bỏ vô 7 phân nước. Trong cái quá trình thần dưỡng này á, cái dây giác này rất là quan trọng quý bà con à. Nó lấy nhớ lợi nhất cho con lươn, mà nó ngừa bệnh đốm trắng đầu gắt hay nhau nha quý bà con. Đã tôi đã làm nhiều vụ là thứ này không là rất đặc hiệu quả nha quý bà con. Cái dây giác này quá hay, tại quê tôi không có mực quý bà con à, có mực ít lắm nhưng dây giác nhiều, thì tôi áp dụng dây giác. Rồi bên đây cũng làm y gan như bển nha quý bà con. Bên đây cũng làm y gan bển luôn. Rồi, lấy giá thể rau muống ra. Rồi, mình múc nước ra nó cũng như y gan như bển, làm nhẹ nhẹ không có tác động tới con lươn nha quý bà con. Quý bà con nên nhớ. Cái này là mình ngâm sau kháng sinh với sủi nha quý bà con. Ví dụ như mới đem lươn về, quý bà con ngâm kháng sinh xong rồi quý bà con ngâm sủi để qua đêm, rồi tới sáng quý bà con thay nước ra, bắt đầu quý bà con ngâm ngâm dây giác. Đó, mình ngâm dây giác đúng 3 tiếng đồng hồ mình thay nước bỏ nha quý bà con.
đây. Đó, sau khi mình múc nước ra mình cũng đổ nước dây giác vô nha quý bà con. Đó, ngâm 3 tiếng đồng hồ là mình thay nước sạch vô. Ngâm đúng 3 tiếng đồng hồ thì mình thay nước sạch vô, sáng bữa sau mình thay nước là mình cũng ngâm dây giác vậy nữa nha quý bà con, làm cả 4 ngày liên tục. Rất đạt hiệu quả nha quý bà con. Đó. Cái dây giác này tôi nói với quý bà con là tôi có lên rồi cái clip bằng dây giác mà bữa nay tôi làm thực tế cho quý bà con xem, làm thực tế coi nó hiệu quả như cỡ nào. Tôi đã từng làm trước rồi nhưng mà quý bà con nhiều lúc coi kêu tôi làm thực tế, bữa nay tôi làm thực tế cho quý bà con xem. Đó. Rồi mình lấy rau muống mình để lên làm giá thể cho nó nha quý bà con. Đó. Rồi tới bên đây cũng y gan nha quý bà con ơi. Qua bên đây cũng y gan như vậy luôn. À, mà hổm gài mua gom hổm gài nha quý bà con. À, tôi mua gom hổm gài bữa ít bữa 5-7 kg rồi nghe quý bà con chứ không có nhiều, bởi vì lương đặc dấn này nguồn lương này không có nhiều quý bà con à. Đó. Giờ mình cũng thay nước cái này mình cũng thay y gan, cái này cũng mới ngâm sủi xong rồi quý bà con à. À, bắt đầu mình thay nước ra, mình thay nước ra mình ngâm dây giác nha quý bà con. Đó, bữa nay tôi làm thực tế cho quý bà con xem, cũng có nhiều người yêu cầu cái dây giác này nó hiệu quả như thế nào. Đó, rồi mình kiểu cách mình ngâm sao, bữa nay tôi là chia sẻ cho quý bà con hết. Đó, cái này là thực tế nha quý bà con, chứ không phải là ấy, thực tế tôi đang chuẩn bị vô tôi đang thần dưỡng là chuẩn bị tôi nuôi cái đợt tiếp theo nha quý bà con. Một năm tôi nuôi có một vụ thôi, bây giờ tôi mới làm thực tế. Mới 2 bữa trước tôi cũng có lên cái clip là tôi đã thần dưỡng lương đồng rồi tôi ngâm kháng sinh rồi ngâm sủi cam, bữa nay tôi tiếp tục lên clip là dây giác nha quý bà con. Trong cái quá trình thần dưỡng tôi làm clip cho quý bà con từ A tới Z hết. Đó, bữa nay ngâm dây giác rồi vài bữa nữa tôi xử lý bằng cái gì bắt đầu tôi mới lên clip tôi chia sẻ cho quý bà con hết. Đó, mình làm tác động không có tác động tới nó nha quý bà con, mình làm nhẹ nhàng vô đó. Trong quá trình thần dưỡng này mình phải nâng niu nó nhẹ nhàng nha quý bà con. Bà con nên nhớ là cái dây giác này là ngâm 3 tiếng đồng hồ rồi quý bà con mới đưa nước sạch vô lại nha quý bà con. Quý bà con hãy nên nhớ 3 tiếng đồng hồ. Cái nguồn nước nó là nguồn nước thuốc lúc ban đầu nó chịu là mình lấy nguồn nước đó bình thường, chừng nào mình muốn chuyển nước là tới ngày thứ tư bắt đầu mình mới tới ngày thứ tư á là mình mới trộn lần lần vô nghe quý bà con. Chứ quý bà con đừng có đưa theo cái nguồn nước mình vô là lương nó không chịu. À, quý bà con nên nhớ sau khi đó mình bỏ dây giác vô, mình bỏ qua quẩn chân rồi mình một ngồi mình mới dỡ nắp thùng ra mình mới coi. Đó, mình mới coi coi có lương có nằm im dưới hay không, hay là nó nhốn nháo ở chổng rồi nó leo lên mấy cái góc nha quý bà con, tức là nó không chịu. Còn nếu mà thấy nó nằm im gu dưới là ok nha quý bà con, rất ok. À, thú thật chứ quý bà con là đó, bữa nay là cái ngày thứ ba đó mà chưa có thấy động tĩnh, chưa hao con nào nghe quý bà con. Bữa nay là ngày thứ ba rồi đó. Rồi sau khi mình thay dây giác vô hết cái đầu mình mới kiểm tra lại nha quý bà con, mình dỡ từ thùng ra mình kiểm tra lại. Mình coi cây nó nó có leo lên gốc này kia đâu không quý bà con, hay là nằm im. Nếu leo lên gốc là nó không chịu, còn nếu nằm im là ok nha quý bà con. Nước với dây giác là rất hợp với nó. Thùng này cũng vậy nha quý bà con. Dạ thấy chưa? Rồi vậy là ok nha quý bà con. Tôi cũng xin kết thúc clip ở đây nha quý bà con. Quý bà con hãy like, đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nha quý bà con.